Chị Mập thân chào tất cả các em. Từ bữa đến giờ chị Mập toàn là quay hàng chính hãng, xong rồi lâu lâu chị Mập quay lại hàng thường thì chị Mập lại quay luôn cả một cái kho. Cho nên là các bạn nhìn mẫu thì nó hơi khó nhìn. Bây giờ chị Mập sẽ chia ra từng mẫu, dạng như là chị Mập sẽ chia theo từng chủ đề. Thì hôm nay chị Mập sẽ quay một chủ đề về những em thú nha. Hôm nay chúng ta sẽ quay chủ đề về những động vật. Thì những động vật này chị Mập chắc là cũng phải chia ra cả 3-4 phần gì đấy. Tại vì nếu mà quay hết toàn bộ được các phần chủ đề, quay hết toàn bộ các mẫu ấy, thì cái clip của nó rất là dài. Bản thân chị Mập mà khi mà chị Mập xem một cái clip nào đó mà khi mà thấy nó dài quá là chị Mập cũng nản, chị Mập chả muốn xem luôn. Thì giờ đây là chị Mập sẽ quay những cái mẫu đó, những cái về những cái em thú cho các bạn xem nha. Cái này thì đồng giá từ 50.000 trở xuống nha các bạn. Hàng thường ấy thì giá nó rất là rẻ, giá nó siêu rẻ luôn. Những bạn nào mà đang coi cái clip những cái hàng chính hãng mà than đắt ấy thì các bạn làm ơn xem cái hàng thường này cho chị Mập nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô từng mẫu. Mẫu đầu tiên là chị Mập sẽ có một cái em mèo này. Một em mèo này màu trắng rất là xinh luôn. Hình như là bên chị Mập có, có một màu trắng thôi. Màu trắng thì thường những màu trắng chúng ta chơi, những cái màu trắng là những cái bạn nào phải tay không ra mồ hôi, tay chị Mập ra mồ hôi á. Những bạn nào tay không ra mồ hôi và thật là giữ sạch sẽ, kỹ hàng thì chúng ta mới nên chơi màu trắng. Tại vì màu trắng nó rất là dễ dơ các bạn ạ, nó chỉ dính một chút xíu dơ thôi. Chúng ta vệ sinh nó cũng ra nhưng mà nó sẽ còn là một cái vết hằn, chứ nó không có hẳn là nó sẽ sạch sẽ hẳn ha. Thì em này bên chị Mập bán có giá là 45.000 nha. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ qua cái em chim cánh cụt. Chim cú mèo đi nhờ, chim cú mèo có màu xanh nữa nhưng mà chị Mập lại quay có một, cứ một mẫu là chị Mập lại lấy có một cái để chị Mập quay thôi. Em này thì có giá là 35.000 một em ha, rất là mềm, chất thì hơi khô ha, 35.000 một em. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một em cún vương miện như thế này. Em này cũng có giá là 35.000. Em này thì chậm tăng hơn cái em cú hồi nãy rất là nhiều, em này mềm hơn, chất không khô như em hồi nãy. Rồi, chúng ta sẽ qua cái em xiên này đi nhỉ. Em xiên thỏ và xiên mèo này đi. Chị Mập gỡ ra để chị Mập cho vào trong cái bao bì trong như thế này, cho cái một bộ khi mà mình quay cho nó đẹp đẹp ấy. Chứ không phải là khi mà chị Mập bán đi là chị Mập sẽ gỡ ra như vậy cho các bạn đâu. Khi mà bán đi thì nó sẽ nằm, cái này nằm trong đây. Chứ chị Mập không có gỡ ra để cho vào một cái bịch như vậy nhé. Tại vì ở nhà chị Mập hay trưng Whisky ấy, thì chị Mập sẽ gỡ ra cho vào bọc trong như thế này để cho nó sáng và giữ cái bao bì của nó được sạch sẽ và nó không có bị nhăn nhúm ấy. Thì chị Mập mở ra quay như thế này luôn. Thì em này có giá là 35.000 đồng giá. Đồng giá là 35.000 một em như thế này luôn nha. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ qua cái em Thiên Nga này. Em Thiên Nga là rất là xinh và em Thiên Nga này màu trắng siêu chậm tăng. Những cái lớp sơn của em ấy, cái này là sơn phun thôi chứ không phải là sơn hẳn lên, cho nên là nó không có dày, nó chỉ là một lớp sơn phun lên thôi. Thì em này có giá là 35.000 luôn, nhìn rất là mắc cười. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ qua cái thú ú. Thú ú mà chúng ta có 10 cái mẫu thú ú kia, đu đu đi đi gì di di gì đó, thì những cái em đó khác. Còn em này cũng là thú ú nhưng mà nó ở cái series khác nha, nhưng mà chỉ có một mẫu này thôi. Thì em này là em mèo hoặc hổ gì đó, có giá là 45.000 nha. Khi ship đi thì chị Mộc cũng sẽ ép vào cái bao bì thú ú cho các bạn luôn. Bực mình cái con cười này. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ qua cái mẫu một mắt này. Một mắt này thì chị Mộc có một mắt và hai mắt luôn. Đó, đồng giá là 50.000 nha. Chị Mộc thấy cái em hai mắt này có vẻ chậm tăng nhiều hơn cái em một mắt ha. Đồng giá là 50.000 một em, rất là xinh, dễ thương chưa? Yêu quái gì, tên gì ấy nhỉ? Chị Mập không biết tên. Coi phim hình thì chị Mập coi thôi, nhưng mà chị Mập lại không có nhớ tên của nhiều lắm. Chị Mập chỉ nhớ tên của Doraemon và Shin. Rồi. À, nhóc Maruko nữa, hồi còn bé chị Mập rất thích xem phim hình nhóc Maruko, nhưng mà bây giờ không thấy chiếu lại nhỉ. Rồi, chúng ta sẽ qua mẫu khác nha. Mẫu tiếp theo thì chúng ta sẽ qua donut này. Donut này nó sẽ có rất là nhiều màu. Donut này khi mà ship đi thì chị Mập sẽ cho vào một cái bao bì Sakura. Rất là xinh. Cái bao bì đó rất là xinh. Chị Mập này không có để bao bì ở đây. Hầu như là Wixi bên chị Mập tất cả đều có bao bì. Em này có giá là 35.000 nha. Rất là mềm. Mềm lắm. Nó thuộc dạng Wixi dính kiểu Wixi Indo, rất là mềm. 35.000.
Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ qua cái này. Lúc đầu thì chị Mập tưởng nó là Whipsy nhưng mà không phải, nó là một cái trứng bóp, nó là một cái loại bóp xả chip ấy. Thì em này là một em cái này nó là của hãng Sanquy Island ấy, mà chị Mập lúc từ đầu tưởng là Whipsy nhưng mà cuối cùng nó lại không phải. Nó không phải, nó là một cái bóp bóp ở trong, ở trong nó có slam ở trong á. Thì em này có giá là 35.000 nha. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ qua cái em ngựa unicorn ngồi như thế này. Em ngựa ngồi và một em ngựa này là em ngựa bay, đồng giá là 35.000 hết nhé các bạn nhé. Có màu trắng và màu hồng ha. Đó, rất là xinh xắn luôn, dễ thương ha, 35.000. Chúng ta những cái Whipsy rẻ này chúng ta mua một lùi những cái loại thú xong rồi về trưng lên cái bàn học ấy. Em ơi siêu cute for my queer luôn. Rồi, kế tiếp là chúng ta sẽ qua em cừu nhảy múa như thế này. Đó, rất là mềm, em này rất là mềm. Xinh chưa? Em này có giá là 50.000 ha. Chúng ta sẽ đến một cái này, tuy em này nó về thuộc chủ đề bánh nhưng mà nó lại là một con mèo ấy, cho nên là chị Mập lại cho nó vào cái chủ đề của động vật luôn. Thì bánh thì có thể là sẽ kèm theo em trắng nha. Rồi, em này có giá là 50.000 ha. Rồi, kế tiếp là chúng ta sẽ đến một em cá limo. Có phải không? Trong phim đồ hình cá limo ấy, chị Mập thấy giống em này. Em cá limo mà đi theo nàng tiên cá. Rồi, em này có giá là 50.000 luôn ha. Rồi, chúng ta sẽ có một cái phao hải cẩu. Phao hải cẩu này cũng có giá là 50.000 các bạn ạ. Phao hải cẩu, cái chất của nó rất là đặc. Cái chất của nó rất là đặc. Cái chất của nó siêu đặc luôn. Đó. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ có một em gấu trúc. Một em gấu trúc này đợt trước họ phát lộn hàng cho chị Mập thì họ sẽ tính vào cái giá của hàng rẻ luôn. Thì chị Mập bán em với có giá là 35.000. Chứ chị nghĩ là những shop khác chắc là bán 50 gì đó. Tại vì nó rất là chi tiết luôn và xinh lắm, mềm nữa. Này, có giá là 35.000 một em nha. Rồi, tiếp theo là một em Nai Galaxy như thế này. Một em Nai Galaxy này thì có giá là 45.000 một em. Rồi, chúng ta sẽ qua một cái em mèo đeo kiếng và đeo một cái khăn choàng như thế này. Em này có giá là 45.000. Em này to nha, em này to. Em này tầm 10 đến 12 xăng và siêu mềm luôn. Chất của nó rất là mềm. Nó không phải là màu trắng mà nó là màu kem kem ha các bạn ha. Và kết thúc cuối clip thì chúng ta sẽ có 3 em này. Chúng ta sẽ có 3 em còn lại, 3 em này. Đây là phần 1 nha. Đây là một em cừu tròn có giá là 50.000 và một em cá ngựa có giá là 40.000. Em ở 45.000, em cá ngựa là siêu mềm và chậm tăng luôn, nó rất là mềm. Siêu siêu mềm và chậm tăng ha. Và cuối cùng là một em gà bông, một em gà đeo nơ. Gà bông loại khác ha, một em gà đeo nơ có giá là 35.000. Thì đây là những cái mẫu thú của phần 1 thôi. Nó cũng rất là nhiều rồi. Những cái mẫu thú của phần 1 chị Mập sẽ rảnh thì chị Mập sẽ quay phần 2. Những cái phần 1 chúng ta gồm có 23 bé. Có sẽ có phần 2, phần 3, phần 4 gì đó. Tại vì là mẫu thú bên chị Mập rất là nhiều. Chủ đề của thú, chủ đề của bánh và chủ đề của những cái linh tinh lặt vặt, xe cộ gì đó thì nó rất là nhiều. Rồi video của chị Mập đến đây là kết thúc rồi. À, mùa hè cũng đã đến với chúng ta rồi nhờ. Thì có một số bạn thì cũng vẫn yêu cầu chị Mập là chơi mini game. Nhưng mà có thể là clip sau chị Mập sẽ chơi mini game, nhưng mà đưa qua cái kênh YouTube khác để chúng ta chơi mini game ha. Chị Mập đang sửa soạn xây dựng một cái kênh YouTube cho nhím. Thì là các bạn sẽ, chị Mập sẽ để cái đường link của kênh YouTube đó để các bạn sẽ qua cái kênh của nhím để chúng ta đăng ký kênh ở bên đó và chơi mini game ở bên đó. Bé nhím sẽ từ từ review những cái Whipsy hàng chính hãng nhé. Cái kênh đó là toàn bộ là hàng chính hãng hết nhé. Rồi video của chị Mập đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn từ nãy giờ theo dõi. Và chúng ta muốn mua cái Whipsy nào thì chúng ta chụp màn hình lại và gửi vào trong Messenger của Facebook. Hoặc là chúng ta có thể vô Shopee. Đường link Facebook và đường link Shopee chị Mập hoàn toàn là để ở dưới tất cả các video nào. Chị Mập cũng có để đường link Facebook và Shopee của chị Mập ha.